Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu để trước, kế cận tính, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dần dần đạt. Tiểu Sơn yêu. Con chào ngoại. Ngoại lại chăm sóc trái hồ lô lớn rồi. Trái hồ lô này là giống mới mà ngoại gây trồng, ăn vào có lợi cho tai, là đồ tốt đó. Ai vậy? Chắc em qua mắt thôi. Không phải khi nãy nhìn rồi sao? Đâu có ai. Ăn trộm. Đừng chạy. Hiu hiu, có chuyện gì vậy? Có một con tiểu quái vật muốn ăn trộm hồ lô. Rất may là con phát hiện ra sớm. Con quái vật đó thật đáng ghét. Lần sau mà để con nhìn thấy, con sẽ giáo huấn nó một trận. Hiếu hiếu, con đừng có nóng vội. Nhìn thấy khuyết điểm hay hành vi không tốt của người khác, không nên chỉ biết trách cứ, mà phải học được xem lại chính mình, kiểm điểm lại xem bản thân mình có những thiếu sót đó không. Có thì sửa đổi, không thì nỗ lực hơn. Dạ. Nếu tiểu quá giật đó lại tới ăn trộm hồ lô thì phải làm sao đây hả? Em muốn làm gì? Có rồi. Các bạn tha cho mình đi. Bạn biết nói chuyện sao? Sau này mình không dám nữa. Giúp ta thả em ấy ra đi. Không được. Nếu thả ra, bạn ấy sẽ lại đến ăn trộm hồ lô nữa. Ai vậy? Hả? Hả? Hồ lô của mình. Ngoại ơi, ngoại sao vậy? Hồ lô của ngoại bị ăn trộm rồi. Hả? Hả? Là tiểu quái vật đó. Ta hãy mau đuổi theo đi. Chúng ta tìm cả một đêm rồi, tiểu quái vật đó rốt cuộc đã đi đâu rồi? Ở bên kia. Hai bạn đừng quên đây. Tiểu quái vật,
Sao bạn lại ăn trộm hồ lô của nhà mình chứ? Mình không phải là tiểu quái vật, mình là Tiểu Sơn Yêu. Tiểu Sơn Yêu, trả lại hồ lô cho tụi anh đi. Không được, hồ lô này có tác dụng rất lớn đối với em. Có tác dụng gì? Nó có thể giúp tay của em vừa lớn vừa đẹp. Tay của em đã đẹp lắm rồi. Em muốn càng đẹp hơn nữa mới được. Tại sao vậy? Trong gia tộc Sơn Yêu của tụi em, đôi tay càng đẹp thì càng được tôn trọng. Quá ra chính là vậy. Ngoài loại hồ lô này ra, nắm đại sơn cũng có thể giúp đôi tay trở nên đẹp hơn. Thật sao? Ừ. Không tin thì xem nè. Em biết loại nấm này, nhưng mà rất khó tìm. Tụi anh giúp em tìm loại nấm này, em trả hồ lô lại cho tụi anh. Được, nhưng mà phải tìm được trước khi trời tối. Chúng ta chia nhau ra tìm. Được. Ngọn núi lớn như vậy, đi đâu mà tìm chứ? Mình tìm thấy rồi. Nấm đại sơn của mình đâu? Nhìn hình dáng chắc chắn là thật rồi. Hãy trả tụi mình hồ lô đi. Nè. Được rồi, quay về thôi. Trả lại hồ lô cho ông ngoại. Trả nấm đại sơn lại cho anh. Nấm đại sơn là của anh sao? Anh trồng để chữa bệnh cho ba, không ngờ lại bị em ăn trộm. Em không ăn trộm, là người khác cho em. Là ai cho em? Là hai người ở dưới núi. Hả? Sao họ lại ăn trộm nấm đại sơn của anh cho em? Cái này... Chúng ta đi gặp thủ lĩnh phân xử. Không cần, em trả nấm đại sơn lại cho anh. Tha cho em đi. Lần này tha cho em, không có lần sau đâu. Quá là hai người đó lừa mình. Mệt quá, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Hả? Tiểu Sơn Yêu, bà không giữ lời. Hai người mới là người không giữ lời. Tụi anh đưa nắm đại sơn cho em rồi, em vẫn còn đến ăn trộm hồ lô của tụi anh. Chưa được tụi mình cho phép mà lấy hồ lô đi rồi, còn nói tụi mình không giữ lời. Hai người không phải cũng giống em sao? Hả? Em nói cái gì? Hai người lấy nắm đại sơn đó ở đâu? Mình hái trên núi chứ đâu. Đó là của người ta trồng. Nắm đại sơn có chủ nhân sao? Hai người cũng chưa được người ta cho phép mà đã lấy nấm đại sơn của người ta. Dựa vào cái gì mà nói mình chứ? Chuyện này là thế nào? Em nhìn thấy nấm đại sơn, không có hỏi là có chủ nhân hay không thì đã hái đi rồi. Hiếu Hiếu, em thật sơ ý. Nhìn thấy người khác phạm lỗi nên xem xét lại bản thân trước. Nếu bản thân mình còn chưa làm tốt thì làm sao người khác sẽ tin tưởng chúng ta? Em biết sai rồi. Chúng ta phải dùng hành vi của bản thân để ảnh hưởng đến người khác. Dạ. Hiếu Hiếu. Ông ngoại. Hiếu Hiếu, cuối cùng ngoại cũng tìm thấy con rồi. Ngoại ơi, sao ngoại tới đây vậy? Ngoại không thấy con trở về, sợ con có chuyện. Ngoại yên tâm đi, con ở cùng với Tiểu Sủng Ca, không có chuyện gì xảy ra đâu. Tìm không thấy thì thôi, chúng ta về nhà. Hồ lô bị Tiểu Sơn Yêu cướp đi rồi. Bạn ấy muốn ăn hồ lô để đôi tai càng đẹp hơn. Nó ăn trái hồ lô sao? Dạ đúng. Hồ lô có độc, không được ăn bừa. Có độc? Đúng vậy. Hồ lô nhất định phải nấu chín mới có thể ăn được. Tiểu Sơn Yêu sẽ không bị trúng độc chứ. Chúng ta mau đi xem thử. Ở đây. Hả? Hả? Tiểu Sơn Yêu, mau tỉnh lại đi. Cứu mình với. Ngoại ơi, ngoại biết làm sao để giải độc không? Một nhĩ núi có thể giải độc? Ở đâu có một nhĩ núi chứ? Cách nơi này không xa có. Chúng ta mau đi thôi. Mộc nhĩ núi. Hả? Mau hái đi. Không được chủ nhân cho phép, mình không thể hái. Có ai không? Không có người, phải làm sao đây? Mình không xong rồi, mau cứu mình. Phải làm sao đây?
Chủ nhà không có nhà, mượn Đỡ Mộc Nhĩ có việc gấp dùng, ngày mai trả lại. Hả? Tiểu Sơn Yêu, bạn không sao chứ? Mình không sao. Tay của bạn... Tay của mình... Tay của mình... Tay của mình... Tiểu Sơn Yêu, em đừng lo lắng. Tay to hay nhỏ không quan trọng. Chỉ cần có tâm phục vụ cho người khác, tự nhiên sẽ được mọi người tôn trọng. Sau này em sẽ không làm những chuyện lợi mình hai người nữa. Các bạn nhỏ ơi, khi chúng ta nhìn thấy người khác làm sai, trước tiên phải kiểm điểm lại chính mình, xem thử có phải do đức hạnh của bản thân không đủ, có ảnh hưởng tới người khác không. Từ đó mà càng luôn làm tốt bổn phận của chính mình. Hẹn gặp lần sau. Nam mô